Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC 16. Cùng với sự di chuyển nhanh của khối không khí lạnh ra phía biển nên trong ngày hôm nay, Bắc Bộ duy trì trạng thái có mưa rào rải rác tại một số nơi ở vùng núi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo từ ngày 21 cho đến ngày 24 tháng 3, miền Bắc sẽ chuyển sang hình thái ngày nắng mạnh, khu Tây Bắc còn có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Tại thủ đô Hà Nội vào ngày 21 tháng 3, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 32 độ. Chuyển sang thời tiết tại miền Trung, hầu khắp miền Trung đều có nắng với nhiệt độ sẽ tăng nhẹ khoảng 1 độ mỗi ngày và dao động trong ngưỡng từ 26 đến 30 độ. Dự báo từ ngày 21 tháng 3 do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng nên các tỉnh miền Trung sẽ bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của năm nay. Nhiệt độ nhiều nơi đạt ngưỡng 37 độ và có nơi còn cao hơn. Thời tiết hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong hai ngày tới chủ đạo vẫn là không mưa ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên sẽ dao động trong ngưỡng 28 đến 31 độ và 31 cho đến 34 độ là mức nhiệt tại các tỉnh thành Nam Bộ. Thời tiết diễn biến bất thường là điều kiện thuận lợi cho bệnh thối trái sầu riêng phát sinh gây hại. Bà con cần phải chủ động các biện pháp phòng trừ bệnh cho cây, cụ thể như sau. Cần tiến hành cắt tỉa, thu gom những quả, cành và lá đã bị nhiễm bệnh, mang ra khỏi vườn tiêu hủy để tránh bệnh lây lan. Bên cạnh đó thì cũng cần phải sử dụng ngay các loại thuốc gốc đồng, phun ướt đẫm cả thân và cành lá cũng như là quả để sát khuẩn và diệt nấm. Sau 3 ngày thì bà con sẽ phun lại lần 2. Chúng ta cần phải tạo mương rãnh hệ thống thoát nước tốt cho vườn, cải tạo nền đất tơi xốp, thoáng khí, không nén chặt và ngậm nước. Giữ lại thảm cỏ trong vườn, trồng thêm cây che phủ và cây lấy sinh khối. Bổ sung dinh dưỡng cân đối, tránh dư thừa đạm. Bà con cũng nên sử dụng phân hữu cơ, phân chuồng đã qua xử lý, ủ nóng hoai mục hoặc là ủ bằng nấm đối kháng Trichoderma. Sau khi mà cây đậu quả, cần phun phòng nấm khuẩn định kỳ từ 10 cho đến 15 ngày một lần bằng các loại thuốc gốc đồng. Và như thường lệ, trong phần cuối cùng của chương trình ngày hôm nay sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi.